xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Dạ A Di Đà Phật. Dạ, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài. Xin mời quý vị tiếp tục lắng lòng theo dõi chương trình. Dạ, kính bạch thầy, trở lại câu hỏi của chương trình. Thì trong bài kệ Đức Phật dạy là xe vua đạp cũng già, thân này rồi cũng già, có nghĩa là cái gì cũng sẽ hư hoại, chỉ có là pháp bậc thiện không già. Thì kính bạch thầy, pháp bậc thiện là pháp gì ạ? Dạ. À, cảm ơn cô Nhật Hương Huy và thưa quý vị, thì như Đức Phật đã dạy chúng ta, tất cả các cái pháp thế gian rồi cũng thay đổi theo thời gian, theo không gian, chứ không có cái gì mà nó trường tồn cả. Và ví dụ như một cái xe của nhà vua trước đã đi, rồi sau đó nó trở thành một cái đống gỗ vụn để chúng ta làm kỷ niệm. Và cái bản thân của chúng ta cũng vậy. Chúng ta thấy rằng là như chúng tôi đây, nói rằng là ngày trước khi còn 15 tuổi hay là 20 tuổi cũng là ông Thời Viên Huy. Nhưng mà rồi 50 tuổi, trên 50 tuổi của ông Thời Viên Huy, nó có khác không? Nó không khác, nhưng mà nó khác. Nó đã thay đổi, nó đã già đi. Cái giọng nói nó sẽ ồm ồm hơn, nó khang đi. Tóc nó sẽ không còn đen nữa. Rồi cái gì? Những cái tật bệnh hay là việc này, việc nọ, nó luôn luôn nó dễ dàng nó đến với tất cả chúng ta. Đó là cái sự thay đổi từ cái bản thân cho tới vũ trụ. Vạn vật đều thay đổi, cho nên nó không có bao giờ trường tồn đối với chúng ta, để chúng ta tin chắc rằng là cái này là của ta, cái kia là của ta, nó không thay đổi. Chính cái đồng bạc của chúng ta cũng vậy. Chúng ta tiêu thì nó từ cái chỗ này nó di chuyển qua chỗ khác. Và cái vấn đề chỉ có cái pháp là nó không có thay đổi, cái pháp nó vẫn không già. Cái pháp bậc thiện là cái pháp gì? Cái pháp bậc thiện đó là cái pháp mà của cái vị pháp vương. Chỉ có cái vị pháp vương mới nói được cái pháp đó, mới chế ra được cái giới luật đó, mới đặt ra được cái giới luật đó, nó mới đúng được. Của cái bậc thiện đó mới không có bao giờ thay đổi được với thời gian, với không gian, như những lời Đức Phật nói. Thưa quý vị, cả trên mãi gần 3.000 năm nay, người Đông, người Tây, người Nam, người Bắc, vân vân, hay da màu, da đen, da trắng, hay là ngôn ngữ như thế này, ngôn ngữ như thế khác, tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Pháp, vân vân, đem thực hiện cái lời dạy của Đức Phật, vẫn đem lại hạnh phúc chứ không bao giờ thay đổi, vẫn đem lại cái sự an lạc cho mỗi cá nhân, cho một gia đình. Cho nên đó chính là cái sự không thay đổi, không có già đi với thời gian, với không gian. Thưa quý vị, đó chính là cái pháp bậc thiện không già, thưa cô. Dạ, dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Vậy kính bạch thầy, như lời thầy vừa dạy thì là pháp thế gian thì nó là giống như là hư dối, nó có thể nó thay đổi, nhưng mà người thế gian thì đâu có phải ai cũng biết cái điều đó, cho nên nhiều người cứ nhìn vào thấy xe của tôi cũng là thật, cái thân của tôi cũng là thật, cái gì cũng thật hết, thì đâu có ai tin là ồ cái pháp bậc thiện là không già, mà người ta chỉ tin cái pháp ngay trước mắt là pháp thật thôi. Thì kính bạch thầy, mình làm thế nào để mình có thể mình chuyển cái thiện pháp cho mọi người một cách hiệu quả, và mọi người đều tin là cái pháp bậc thiện không già? Dạ. Thưa quý vị, chúng ta muốn chuyển được cái pháp đến cho tất cả mọi người thì chính chúng ta phải thực hành cái giáo pháp đó trước, chúng ta phải làm những cái điều đó trước. Chứ chúng ta bây giờ chúng ta nói bao nhiêu đi nữa mà chúng ta không có thực hành á, thì rõ ràng nó không có đem lại một cái lợi ích gì cả với cái lời nói của chúng ta. Không có đem lại cho mọi người một cái chút ít lợi ích nào cả. Cho nên chúng ta phải thực hiện đó. Bởi vì mình sống nó được an lạc bằng những cái điều chính bản thân mình tri nhận được cái sự vô thường đây. Cho nên chúng ta không có cất chứa nhiều, chúng ta không có làm được tất cả những cái điều ác nhiều. Nếu chúng ta làm tất cả những cái điều xấu ác, thứ nhất nó thay đổi đối với những cái bạn bè của chúng ta gần nhất đây, họ thay đổi. Đối với những người thân trong gia đình, nó thay đổi. Đối với những người lớn tuổi hơn mình, không có còn đáng kính nữa. Mà đặc biệt đó, thưa quý vị, ở Hoa Kỳ hoặc là hầu như trên thế giới này, họ đặc biệt là nói rằng là có một ngày 1 tháng 4, tức là các tháng 4, ngày nói dối. Thực tế thì cho vui
bạn bè với nhau cũng được, nhưng mà mình nói nó có đem lại cái lợi ích hay không, mình phải tùy theo cái vấn đề đó nữa. Thứ nhất là nó tác hại cho bản thân. Ví dụ như có một cái cô gái tới cái ngày đó nói gọi ba mình, ba ơi mẹ ở nhà đang đau nặng, thì người ba đó bỏ hết tất cả các công việc, lên xe và chạy với cái tốc độ rất là cao, đầu óc căng thẳng, về tới nơi thấy bà vợ đương cuốc đất hay là đương quét nhà. Quý vị thấy rằng là cái lời nói dối đó nó có mặc dù nó không có tác hại ai, nhưng mà cái được cái sự thương yêu như ngày xưa của ba của mình hay không. Và đặc biệt hơn nữa là chưa nói đến cái sự vô thường nó xảy đến, tai nạn nó xảy đến, sự lo lắng nó xảy đến, nó làm cho chúng ta cao máu, nó làm cho người khác nghĩa là phải lo lắng vân vân. Đó là cái điều mà nó tác hại cho bản thân chúng ta trước nhất. Cho nên thưa quý vị, trong cái cuộc sống của chúng ta muốn được mọi người tin được cái chánh pháp của cái bậc hiền thiện, tin đó là cái sự thật, thì chúng ta phải áp dụng ngay trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ giờ mình có một cái bình mua hay là một cái tượng nào đó mua chừng 20-30 ngàn, con cái bạn bè anh em mình nó lỡ nó đụng tay nó vỡ đi, rồi chẳng lẽ chúng ta một là phải đòi tiền người đó nếu người đó có tiền, hai là vì cái sự tham lam, những người nhỏ người ta không có đòi tiền được, không có tiền thì chúng ta đánh, người ta đập, không đánh đập được thì chúng ta chửi, chúng ta mắng. Nhưng mà cái đó nó có còn tồn tại đối với tất cả chúng ta hay không? Nó vẫn không có hoàn lại như cũ được. Nếu mà chúng ta la chửi đánh mắng hay mắc đền người khác thì cái đó nó hoàn lại thì được. Nhưng mà chúng ta, đó là cái bài học để chúng ta truy nhận, đó là cái điều vô thường mà trên thế gian này bất cứ cái gì nó cũng có thể xảy ra cả. Chính cái bản thân của chúng ta đây, chúng ta giữ bảo nó đừng có đau, nó muốn đau lúc nào nó đau chứ đâu có cần thiết. Cho nên hai cái điều đó chúng ta truy nhận, thực hành đừng có bao giờ nói dối cả, mặc dù cái ngày cá tháng tư mà cả. Cho nên chúng ta, nếu mà chúng ta chạy theo cái đó thì dễ dàng chúng ta vấp phải những cái lỗi lầm vô cùng nghiêm trọng đối với bản thân của chúng ta, và sau đó thì chúng ta ân hận thì không kịp. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Thì kính bạch thầy, vậy thì nếu mà khi mà mình gặp một cái người nói dối mà mình biết người ta nói dối mà mình muốn chuyển người ta, mình làm sao? Ví dụ mặc dù mình biết là người ta nói dối rõ ràng đó, hoặc là nhiều lúc trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, gặp cũng, chúng con cũng gặp một số người mà thường thường chúng con để ý thấy những cái người mà nói dối thường thường họ không có nhớ họ nói, cho nên nhiều lúc nói cái này vài lần sau gặp lại cái lại câu chuyện nó đổi khác. Nhưng mà khi mình gặp như vậy thì mình làm sao mà mình khuyên người ta, hay là mình làm sao để mà mình cho người ta biết là cái chiều đó là nó không có tốt thì nên stop, đừng có làm nữa đó. Dạ. Thưa quý vị, như chúng tôi đã trình bày, thường thường người ta bịa ra một cái câu chuyện nói dối để chúng ta tránh tội cho bản thân, hoặc cho những người im lặng không nói, tức là im lặng, hoặc cho những người giấu tội đi, chối tội đi. Cái điều đó nó tác hại bản thân rất là nhiều. Có câu chuyện như là nhà Châu khi vua U Vương vì cái nàng Bao Tử cho nên đốt lên những cái dãy lâu đài để mà chư hầu đến, rồi không có chuyện gì hết, rồi lục tục kéo về, sau đó có giặc ông ta đốt lên nữa, không có ai đến để mà giúp đỡ. Một cậu bé ban đầu hù mọi người, nó rằng cho giải đến, cho giải đến, với cho chạy đi, chạy đi. Sau đó thì cho giải nó đến thật, rồi cậu ta bị chó cắn. Ở Tây Phương cũng có những cái câu chuyện nói dối có hại bản thân như vậy. Cho nên chúng ta là những người hiểu biết được, để muốn được cái sự trân trọng người khác, tôn trọng của người khác và khỏi có hại cho bản thân, đặc biệt nhất là cho cái đầu óc của chúng ta nó thảnh thơi, nó khỏi tác hại cái bản thân, nó khỏi sanh ra tất cả các cái bệnh, thì chúng ta không bao giờ nói dối. Và đặc biệt nhất là chúng ta hãy cố gắng truy nhận được cái sự vô thường như Đức Phật dạy ở đây. Rồi ngày nào đây chúng ta cũng già, rồi cũng bệnh, rồi cũng chết. Hơn chi chúng ta phải để cái tham lam tiếc của cái làm gì, cái sân hận làm gì, cái si mê, cái đắm đuối tất cả những cái vật dục làm cái gì.
Thì nếu chúng ta buông bỏ được thì chúng ta sẽ được cái an lạc và hạnh phúc trong hiện tại cũng như trong tương lai. Dạ, chúng con kính cảm ơn Thầy ạ. Dạ, và chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật trong những giây phút vừa qua. Nếu quý vị có những thắc mắc về nhu cầu tâm linh hoặc những câu hỏi về Phật Pháp, xin quý vị hoan hỷ liên lạc về Chùa Đường Ngự số phone là 714-890-9513 hoặc Chùa Diệu Pháp ở số phone là 626-614-0566. Xin cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng